tục chương trình với sự trở lại của Chuông Vàng Giọng Cổ 2020. Hot Boy Chuông Vàng Nhật Nguyên. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, và bây giờ quay trở lại chương trình thì Nhật Nguyên xin gửi đến toàn thể quý vị ba câu vọng cổ trong bài vọng cổ được mang tên Phạm Lãi Biệt Tây Thi. Xin quý vị cùng lắng nghe. Cây cỏ nơi này
ơi, rồi thị tử là thôn mây nước sẽ đều hiểu, vì người đẹp không bao giờ trở lại. Trời lá vắng bóng em rồi, người yêu đâu nữa, mong đợi yêu ta. Xin hứa vì rất nhiều ạ.